Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay cùng Mạnh Phiêu đang đứng trước chiếc xe Ford Territory phiên bản Titanium Mix, bản cao cấp nhất. Rồi bây giờ mình đang quay video clip lái thử đến khách hàng ngay khu vực cắt lái. Mời các bạn cùng theo dõi chương trình mình trải nghiệm cùng xe thực tế như thế nào nha. Get go. Đây, bây giờ ngoại hình quay xung quanh cho các bạn xem. Ngoại hình của chiếc Ford Territory đang gây cơn bão sốt trên mạng với nhiều công nghệ rất là đỉnh cao. Mình quay một vòng ngoại hình xe cho các bạn cùng xem nha. Đang đi trải nghiệm thực tế, cái âm thanh nó hơi ồn á, ngay khu vực các lái đó, các bạn thông cảm cho mình nha. Đây, bản Titanium này nó khác với bản Titanium X cái gì nè. Titanium X thì cái mâm nó mâm to hơn ha, mâm 19 inch. Còn bản kia thì mâm 18 inch thôi. Và cái nan hoa của cái mâm nó cũng khác nhau tí xíu ha. Rồi phía sau nè, phía sau thì thấy rõ luôn là chữ Titanium Mix nè, đó. Cam 360 đây ha. Đây. Thôi mình cùng lên xe trải nghiệm đi các bạn ơi. Các bạn cũng theo dõi các clip review công nghệ của các hãng xe đánh giá xe này khá nhiều rồi. Đây mình trải nghiệm thực tế để cho các bạn xem. Đầu tiên bước vào khoang xe là bạn thấy không? Các bạn màn hình 12 inch luôn ha, bản Titanium Mix. Thắng điện tử ha, đầy đủ công nghệ hết ha. Sạc điện thoại không dây. Rồi. Xin đứt rồi cho các bạn xem nè đó. Cửa sổ trời xin đứt mở ra luôn ha, panorama full toàn cảnh. Quá đã luôn các bạn ơi. Chiếc Ford Territory hàng mơ ước của biết bao nhiêu vị khách hàng tại thị trường Việt Nam hiện nay, đang có giá cực tốt luôn ha. Tầm khoảng 1.1 tỷ là bản cao cấp nhất Titanium Mix ha các bạn ha. Hiện giao xe trước Tết thì cũng khan hiếm đó các bạn ơi, không có nguồn cung á. Bây giờ mình nhận cặp cọc thì có thể là giao, nếu may mắn thì có thể giao trước Tết, còn không may mắn thì 50-50 ha, có thể sau Tết các bạn sẽ nhận được bản Titanium. Còn bản Titanium thường á, không phải bản ít á, thì có xe sớm hơn, do nguồn cung cái xe Titanium Mix rất là hạn chế. Quý khách hàng cùng thông cảm ha, nếu ai đặt xe muốn đi chơi Tết thì phải chịu khó chờ 50-50, mình không hứa chắc được là có trước Tết hay không, nhưng mà cũng gắng cố gắng đó. Nếu mà có một số room, trường hợp ngân hàng room giải ngân rớt ra thì mình giao xe đôn lên, giao trước cho khách đó. Tình hình hiện nay rất là hot luôn. Rồi mình mời các bạn cùng trải nghiệm thực tế nha, get go. Rồi Mạnh Phiêu vừa lái xe chiếc Territory vừa đến khu vực cảng cắt lái đây các bạn. Đang đợi anh Bình bên bên cảng cắt lái ra lái thử trải nghiệm. Bây giờ mình mở khoang hành lý phía khoang hành khách phía trước để cho các bạn xem trải nghiệm nội thất không gian của xe như thế nào. Quá đã các bạn ơi. Ford Territory phiên bản X ha. Bản cao cấp nhất Titanium Mix. Ghế rất là đẹp, màu đen với màu xanh ha. Cái da nó rất là mềm các bạn. Trải nghiệm thực tế ha. Đây. Chỗ để chìa khóa để nước này kia ha. Sạc điện thoại ha. Cốp để đồ rất là rộng luôn các bạn. Các bạn thấy cái vô lăng đẹp không? Vô lăng thiết kế rất là thời thượng luôn ha. Rồi màn hình trung tâm 12 inch. Rồi quay ra phía sau cho các bạn xem nội thất phía sau. Đây. Trong thời gian chỉ đợi anh Bình ra mình quay cho các bạn xem. Xe mới và luôn chưa có kịp tháo ni lông ra luôn nè. Đây từ mình tháo ni lông ra cho có trải nghiệm cho lịch sự hơn ha. Rồi. Quay một vòng quanh xe. Phiên bản Titanium Mix cực hot hiện nay. Có giá lăn bánh khoảng chừng 1.1 tỷ thôi các bạn ha. Có cái gói phụ kiện kèm theo. Và các bạn hãy nhanh tay gọi cho mình 0915 116 831 để lái thử và trải nghiệm Ford Territory phiên bản X. Rồi mời các bạn cùng theo dõi Mạnh Phiêu đang ngồi trên xe Ford Territory bản X để lái thử cùng vị khách hàng đặc biệt trên cung đường ở thành phố Hồ Chí Minh thu cắt lái nha các bạn. Trải nghiệm độ cách âm của nó như thế nào. Dòng này dòng Titanium Mix với động cơ 1.5 EcoBoost cho ra 160 mã lực và hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Hộp số này nó chạy khá mượt mà về máy nha các bạn. Đây cái màn hình trung tâm của xe nó 12 inch nè. Bên này 12 inch và bên này 12 inch.
bản X là 12 inch, còn bản Titanium thường thì 7 inch với 12 inch. Đó, khác nhau gì? Và những cái nút điều chỉnh bằng điện tử hết ha. Tần số điện tử, thắng điện tử, auto hold, sạc không dây. Xe này nói chung được trang bị full hết luôn, công nghệ đầy đủ hết, chỗ để điện thoại, iPad, iPhone đây ha. Kệ để trước, kệ để đồ. Máy lạnh ha. Máy lạnh ở đây này, này. Máy lạnh auto AC. Đây. Nó mát lên rồi đó. Nhiệt độ này giảm rồi. Không, bên này nè, hai vùng độc lập ba chỉnh, chỉnh hai vùng độc lập. Bên này 22,5 độ, bên này 20 độ. Cho nó thấp xuống tới 20 đi, 20 cho nó mát. Đó, 20 cho nó mát. Rồi. Cái màn hình cảm ứng hết luôn ha. Cái này xài kết nối Apple CarPlay với Android Auto không dây thế hệ mới. Nó không có phần mềm sync như những cái dòng thế hệ trước của Ford ha. Nhưng mà nó đã kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây là tiêu chuẩn cho các dòng xe công nghệ hiện nay. Cái nội thất rất là chắc chắn. Mình trải nghiệm phía sau khoang hành khách phía sau 5 chỗ dành cho 3 người rất là rộng rãi rồi. Quay cửa sổ trời xem giúp luôn panorama full toàn cảnh. Các bạn khi chờ khi đi với gia đình chở em bé đi chơi Vũng Tàu cái gì đó, mở cửa ra cho mấy em nhỏ đón gió biển. Xe đi gia đình là hợp lý 5 chỗ. Nội thất rộng rãi nhất phân khúc trong so với thằng Kia Sportage nè, Tucson nè, Hyundai Tucson hoặc là CRV, Mazda CX-5 cùng phân khúc. Và giá thành của nó cũng khá cạnh tranh các bạn, tầm khoảng 1 tỷ và lăn bánh luôn á. Còn cái bạn mà muốn cái bản mà thấp hơn chút xíu thì có bản trên 822 triệu lăn bánh luôn và khoảng 930 triệu. Và bản giữa là bản Titanium. Bản giữa khác với bản này gì? Giống y chang, không khác gì hết, chỉ khác cái mâm 18 thôi với 19 nè. Rồi cốp sau không có đá điện, không có chỉnh điện. Rồi ghế không có thông gió. Cái ghế nó không có thông gió. Mình đóng cái cửa này lại cho nó đỡ ồn. Nóng quá. Nóng. Nó hơi nóng luôn. Rồi sau khi cho khách hàng lái thử xong thì bây giờ mình trực tiếp cầm xe mình lái về công ty ha các bạn. Các bạn hãy theo chân mình xem cái quang cảnh mình quay, mình vừa lái mình vừa quay quang cảnh chạy về công ty. Mình cũng chia sẻ những cảm nhận thật của mình về dòng xe Ford Territory Titanium X phiên bản cao cấp nhất. Nếu mà quý khách hàng mua dòng xe này thì đây là một lựa chọn đúng đắn, vì cái độ cách âm của nó khá tốt các bạn ơi. Và xe này xe máy xăng 160 mã lực. Cái độ khi mình tăng tốc á, nó vọt rất là nhanh. Xe máy xăng á, nó giọt hơn những cái động cơ dầu diesel đó các bạn ha. Cho cảm giác lái thực tế, không có bị độ trễ nhiều ha. Mình cảm giác khi mình cầm vô lăng á, nó trợ lực điện này kia đó, nó rất là mượt mà đó, rất là mượt mà. Bây giờ các bạn xem là đi qua cung đường rất là xấu nè. Khu vực này á, ổ gà rất là nhiều. Thì cái xe nó rung lắc như thế nào ha. Đây, chuẩn bị đến những cái đường mà gồ ghề này cho các bạn thấy đó. Cái khung gầm á, vặn xoắn rất là chắc chắn các bạn. Mình đi cảm giác mình có. Các bạn hãy đến lái thử thực tế để đánh giá về chính thức về cái dòng xe này như thế nào. Hãy gọi điện cho mình 0915116831 để được hỗ trợ lái thử xe tận nơi ha, để cảm nhận thực tế trước khi xuống tiền mua xe. Trước khi mua xe mình khuyên mọi người nên thử coi cái dòng xe đó nó có phù hợp với quý anh chị và các bạn hay không, chứ mình không thử thì mình cũng chưa biết cái cảm giác lái thật của nó như thế nào, khi mình ngồi vào khoang nội thất mình có thích nó hay không, và những cái tiện nghi của nó có mang lại cho mình những cái gì hữu ích hay không. Về cái dòng xe này thì rất là nhiều được
cơ quan thể truyền thông của các báo chí về đánh giá xe đánh giá rất là cao ha, doanh số rất là tốt, trong top của dòng SUV 5 chỗ các bạn ha, tương lai sẽ là vị trí số 1 các bạn. Rồi có thể là mình dừng video clip đây, mình mở một chút nhạc cho các bạn thưởng thức trên quá trình mình lái xe về công ty nha. Hẹn các bạn những video clip lần sau hấp dẫn hơn. Các bạn có quan điểm như thế nào dòng xe này hãy comment để mọi người cùng đánh giá nha.